tại huyện Đắk Cờ Rông lại có một đơn vị hành chính, địa danh trùng tên với huyện, đó là xã Đắk Cờ Rông, nằm dọc theo quốc lộ 9 trên tuyến đường xuyên Á. Trong đó có thôn Vùng Kho mà chúng tôi có dịp đến tìm hiểu thêm vùng đất ở Dẻo Cao, Quảng Trị. Thôn Vùng Kho có gần 200 hộ dân, là một thôn lớn của xã Đắk Cờ Rông. Theo bà con dân bản ở đây, tên gọi Vùng Kho xuất phát từ việc quân Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ hai bị thất bại trước quân đồng minh nên đã giải giáp, vứt bỏ vũ khí, sang nồi tại đây. Nghĩa là bỏ lại cả kho quân dụng nên bà con đặt tên như vậy và tồn tại cái tên này cho đến ngày nay. Thôn Vùng Kho có một lợi thế quan trọng mà không phải ở Dẻo Cao nào cũng có được, đó là sự thuận tiện về con đường giao thông. Đường lớn thì có quốc lộ 9, đường nhỏ hơn thì có đường bê tông là trục giao thông chính đi lại trong thôn. Ngoài ra còn có nhiều con đường mòn đi lên nương rẫy. Thôn Vùng Kho trải qua nhiều thăng trầm, đã được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường và trạm để phục vụ những nhu cầu dân sinh thiết thực nhằm làm thay đổi diện mạo vùng cao. Và quả thật, những công trình này đã và đang phát huy tác dụng to lớn vào cuộc sống của người dân ở địa phương. Bởi công thức phát triển luôn gắn liền với giao thông, điện, trường học, trạm xá, ngay ở đồng bằng, thuận lợi cũng vô cùng cần thiết, nói gì đến miền núi còn lắm những khó khăn. Bởi những yếu tố này là động lực đặc biệt quan trọng tạo nên những cú hích, những thay đổi cơ bản khi muốn xóa đói, muốn giảm nghèo, nâng cao dân trí, muốn tăng trưởng kinh tế, muốn đem lại ánh sáng văn minh tiến bộ đến với các bản làng. Cũng cần nói thêm rằng, việc xây dựng trường học thuận lợi một phần quan trọng là nhờ vào tinh thần hiến đất của bà con bản địa như ông Hồ A Dóc, tạo điều kiện về việc gieo trồng con chữ, dạy người được tiến hành thông suốt. Đó cũng là tinh thần đáng quý, đáng ghi nhận của bà con dân tộc Vân Kiều với cộng đồng và vì cộng đồng. Bên đây là hoàn toàn bà con là chỉ có độc nhất là làm săn rồi, làm săn và một số có ruộng, hay làm ruộng, hay về đường trường trạm thì được hỗ trợ rồi thì được làm, hay coi như cả đường cả nhà văn hóa cộng đồng rồi cái gì cũng được lo rồi cho dân, chỉ dân đang làm vậy, làm trồng sắn rồi là làm cây bịt trồng bịt đan, hay làm ruộng chỉ có từng thôi mà đều ở đây không có đất. Không có nước, nếu như nước hỗ trợ thêm một cái lời nhỏ là ngon, vì mình cả cái thôn này cũng đều người mông làm được hết. Kinh tế ở vùng cao chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp với trồng rừng, trồng sắn, chăn nuôi gia súc. Còn ở những địa bàn thuận lợi, thích hợp thì đồng bào trồng chuối, trồng cây lúa nước cũng là một hướng đi để đa dạng hóa trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Tất cả những cây trồng vật nuôi nhằm cải thiện đời sống kinh tế của bà con, góp phần đắc lực vào việc xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu xây dựng nông thôn mới ở địa bàn miền núi, giảm bớt những gánh nặng cơm áo, những nỗi lo mưu sinh thường trực trước đây vẫn thường đeo bám vùng cao, để mở ra những hướng đi mới, những đổi thay trong đời sống thường nhật của bà con, nhất là đối với đồng bào dân tộc ít người ở địa bàn miền núi. Đương nhiên, mọi việc trước tiên bắt đầu từ thay đổi trong nhận thức, thay đổi trong tập quán canh tác truyền thống, hướng đến lợi ích và hiệu quả kinh tế để không quá phụ thuộc đến điều kiện tự nhiên và biến động của thời tiết, để từng bước chủ động hơn trong sản xuất nhằm thay đổi bộ mặt của một trong những địa bàn vùng cao của huyện Đắk Cờ Rông, tỉnh Quảng Trị. Tôi chính là chỉ có nuôi heo với nấu rượu và làm ruộng, còn rẫy thì không làm. Em làm rượu gần 10 năm nay rồi và cũng nói chung phát kinh tế cũng phát triển. Thôn Vùng Kho cũng như nhiều địa bàn miền núi khác của Quảng Trị đã có những đổi thay đáng kể sau 30 năm lập lại tỉnh. Điều này đã thể hiện khá rõ nét trên gương mặt bản làng hôm nay, trong những sinh hoạt hàng ngày, trong những cảnh đời quen thuộc từ những ngôi nhà sàn truyền thống còn lưu giữ được bản sắc văn hóa địa phương cho đến những ngôi nhà xây vững chãi, khang trang, sáng lên trong nắng mới. Một nét đặc biệt đó là trong ý thức tự lực của bà con vùng cao ở Vùng Kho đã tự mình học, tự mình xây nhà,
trở thành những thợ nề, thợ mộc, tạo dựng cuộc sống mới của bản thân. Đây chính là ý thức năng động trong việc tự tạo công việc, giảm bớt chi phí khi xây dựng cơ bản, phục vụ cuộc sống của chính mình. Những điểm nhấn như thế đã làm sinh động hơn bức tranh ở một địa bàn miền núi. Trong thời gian vừa qua, kinh tế ở thôn vùng khó, cũng nhờ là chủ trương của Đảng với pháp luật của nhà nước đề ra là cho cái chủ trương là được dân vay vốn, xong là đầu tư là trồng sắn và có là hộ gia đình là trồng rừng tràm với là thêm là trồng chuối. Thì nhờ đó mà dân ở thôn vùng khó cũng được phát triển. Về xóa đói giảm nghèo thì cả ngày dân cũng giảm so với là mấy năm trước, giảm rất là nhiều. Nhờ họ cũng được là vay vốn của nhà nước, họ cũng là đầu tư là thêm là trồng sắn với là nuôi bò trâu, thì bán bò bán trâu với là thu sắn thì họ được là làm nhà. Vùng kho dù vẫn còn không ít khó khăn cần giải quyết như thủy lợi nhỏ để trồng cây lúa nước, đường giao thông đến các cánh rừng trồng ở xa khu dân cư, nhưng đã định hình dáng dấp của một địa bàn nông thôn mới miền núi có thể xem xét nhân rộng ở nhiều nơi. Xã cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể là việc đầu tiên là tổ chức tuyên truyền đã, thứ hai đó là xã là trên cơ sở cái vốn của chương trình nông thôn mới đó là ra soát rồi đăng ký hạng mục để xây dựng các cái công trình cũng như là cái tuyến đường, rồi là trong đó nữa là cũng phối hợp với cái vốn 30A rồi vốn 135. Trên cơ sở cái vốn đó thì xã thì cũng là xác định cái nhu cầu của người dân, sau đó là xây dựng và mở rộng thêm. Ngoài từ cái đầu tư ở thôn vùng kho hiện nay thì xã là có cái mở rộng thêm cho các thôn. Thì trong thời gian tới là xã sẽ đầu tư toàn bộ các cái vốn trên cơ sở vốn của cấp trên là sẽ mở cái tuyến đường mới cũng như là nâng cấp các cái công trình sau đầu tư. Thứ hai nữa là sẽ có cái kế hoạch sắp tới là trên cơ sở cái vốn của 135, 130A là sẽ là cấp cho cây giống rồi con giống cho bà con để mà làm cái phát triển kinh tế. Hy vọng ngày mới sẽ đến với nhiều địa bàn vùng cao ở Quảng Trị trong những ngày ý nghĩa khi mọi người đang hướng về kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh nhà bằng tất cả tâm lực của mình để kiến thiết quê hương.